chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Mông Cổ phản ứng nhóm dương cầu Ukraine, ông Medvedev lập tức cảnh báo nóng. Video UAV Lancet Nga phá hủy trạm radar di động của Ukraine. Ba cứ điểm ở Donetsk gặp nguy, Ukraine rút lui khi Nga tiến công. Tổng thống Ukraine lên tiếng về việc loạt bộ trưởng rời ghế nóng. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tờ Ukraska Pravda của Ukraine đưa tin, cảnh sát Mông Cổ đã chặn một nhóm người biểu tình dường quốc kỳ Ukraine trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới quốc gia Đông Á theo tờ Mirror of the Weeks của Ukraine, vụ việc xảy ra ngay trước lễ đón ông Putin tại cung điện chính phủ Mông Cổ. Đứng cách nhóm người dương cờ Ukraine vài tòa nhà, còn có 5 người khác cũng cầm cờ Ukraine và các tấm áp phích với nội dung phản đối ông Putin. Tuy nhiên, sau khi nghe tin một số người đã bị cảnh sát bắt đi, nhóm này đã quyết định giải tán. Trước đó, Tòa án hình sự quốc tế ICC và Ukraine đã đồng loạt yêu cầu Mông Cổ bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin khi ông đặt chân tới lãnh thổ nước này theo quy định của mọi quốc gia từng ký hiệp ước Rome của ICC. Tháng 3 năm ngoái, ICC đã phát lệnh bắt Tổng thống Vladimir Putin và Ủy viên của Tổng thống Nga về quyền trẻ em Maria Lvova Belova với cáo buộc trục xuất bất hợp pháp trẻ em và di chuyển bất hợp pháp trẻ em từ lãnh thổ Ukraine sang Nga. Tòa án hình sự quốc tế ICC, Ukraine và Liên minh châu Âu EU đều đã kêu gọi Mông Cổ bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin mặc dù mông cổ là thành viên icc nhưng quốc gia châu á này đã không làm như vậy rt dẫn các nguồn thạo tin cho hay chủ nhân điện kremlin đã nhận được đảm bảo từ chính phủ mông cổ rằng sẽ không có bất cứ vụ bắt giữ nào trước khi thực hiện chuyến thăm đến nước này động thái của mông cổ đã vấp phải chỉ trích của ukraine bộ ngoại giao ukraine cảnh báo kiev sẽ hợp tác với các đồng minh của mình để đảm bảo mông cổ phải gánh chịu hậu quả vì không thực thi lệnh của icc phát ngôn viên của chính phủ Mông Cổ cho biết nước này phụ thuộc vào nước láng giềng Nga về năng lượng và duy trì chính sách trung lập nhằm đảm bảo sự sống còn của đất nước và người dân Mông Cổ, đồng thời nhấn mạnh Mông Cổ luôn duy trì chính sách trung lập trong mọi quan hệ ngoại giao của mình. Theo Politico, Mông Cổ còn có thể phải đối mặt với nguy cơ bị truy tố. Ông Thomas Hoffman, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Pháp lý cho hay, Mông Cổ chắc chắn sẽ bị tòa án hình sự quốc tế truy tố vì vi phạm nghĩa vụ hợp tác của mình trong khi đó, Nga coi lệnh bắt giữ của ICC với Tổng thống Putin là vô hiệu và không thể chấp nhận được. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết lệnh bắt giữ của ICC đối với Tổng thống Putin rốt cuộc chỉ là tờ giấy vụn vô nghĩa, ví ICC như một tòa án nửa vời, đồng thời cảnh báo ICC nên lo sợ một kịch bản mà trong đó một số kẻ manh động cố gắng thực hiện lệnh bắt giữ bất hợp pháp nhằm vào ông Putin. Ông cảnh báo, trong trường hợp đó, mạng sống của họ không đáng giá gì hơn tờ giấy ghi sắc lệnh tồi tệ này. Ông Medvedev cũng nhấn mạnh rằng, với việc chào đón ông Putin, Mông Cổ đã gửi thông điệp rõ ràng tới ICC và phương Tây, đó là hãy đứng ra một bên. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay trinh sát trên không nước này phát hiện trạm radar Malakhit M ở khu vực Sumy của Ukraine giáp với vùng Kursk. Trạm radar này sau đó bị phá hủy hoàn toàn bởi máy bay không người lái cảm tử Lancet. Video cho thấy Malakhip M được bố trí trong địa hình rừng rậm, bị máy bay không người lái tấn công trực diện. Vài phút sau vụ nổ, trạm radar di động này hoàn toàn chìm trong biển lửa với những cột khói bốc lên cao trong không trung. Khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trở thành một trong những đặc điểm nổi bật nhất của cuộc xung đột Ukraine, Nga đã tích cực sử dụng UAV Lancet, tấn công nhiều mục tiêu khác nhau của Ukraine, bao gồm cả xe tăng do phương Tây cung cấp được phát triển bởi Zala Aero Group thuộc tập đoàn Kalashnikov Concern. Máy bay không người lái Lancet có một số cải tiến có thể mang theo tải trọng lên tới 3 kg với phạm vi tối đa là 50 km. Hồi năm ngoái, truyền thông Nga cho biết quân đội nước này đã sử dụng máy bay không người lái Lancet để phá hủy radar P-18 của Ukraine nằm gần khu định cư Chuguevo ở vùng Dnipropetrovsk. Radar P-18 là một phần không thể thiếu trong hệ thống phòng không của Ukraine có khả năng phát hiện và theo dõi các mối đe dọa trên không, bao gồm cả tên lửa hành trình ở khoảng cách lên tới 300 km và khả năng xác định mục tiêu đang bay ở độ cao lên tới 35 km. Radar P-18 có tên định danh là một RL-131 t được giới thiệu vào năm 1970 so với phiên bản tiền nhiệm P-12, P-18 cải tiến hơn về khả năng giám sát trên không. Radar P-18 được thiết kế để sử dụng độc lập và có thể tích hợp vào các hệ thống phòng không. Chức năng chính của nó là phát hiện và theo dõi các vật thể trên không, góp phần vào hệ thống cảnh báo sớm và hỗ trợ theo dõi mục tiêu. Anten của radar bao gồm 16 anten xếp chồng lên nhau theo chiều dọc, cho phép quét hiệu quả và theo dõi mục tiêu chính xác. Những nỗ lực hiện đại hóa radar P-18 tập trung vào việc nâng cao hiệu suất và kéo dài thời gian hoạt động. Phiên bản P-18 Malachite được cho là tiên tiến nhất với khả năng chống nhiễu và độ chính xác theo dõi mục tiêu gần như tuyệt đối. P18 Malakit kết hợp khả năng xử lý tín hiệu số và truyền dữ liệu tự động, cho phép xác định tọa độ chính xác theo thời gian thực, phạm vi, góc phương vị, độ cao, vận tốc và hướng, và truyền dữ liệu tự động về các mục tiêu được theo dõi, ngay cả khi phải đối mặt với các biện pháp tác chiến điện tử. Nhân lúc Ukraine tập trung vào mặt trận Kursk, quân đội Nga đã xốc tới mặt trận Donetsk, kiểm soát thêm nhiều lãnh thổ. Mới đây, họ giành được quyền kiểm soát đối với ngôi làng Prechistovka nằm trong khu vực Zolotaya Novo Sakteskoy. Các lực lượng tiền phương của Ukraine tại đây được cho là đã buộc phải rút lui, bảo lại đằng sau vũ khí và đạn dược. Một đơn vị UAV của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến Độc lập 40 thuộc nhóm tác chiến Vostok đã ghi lại cuộc rút lui ồ ạt nói trên của lực lượng Ukraine tại đây với cảnh xe quân sự Ukraine tháo chạy hàng loạt khỏi cứ điểm này. Gần đây, Tổng thống Nga Putin xác nhận quân Nga đang có bước tiến nhanh hiếm thấy trên mặt trận miền Đông. Nga cũng gia tăng các cuộc tập kích từ xa vào những cơ sở quan trọng của đối phương. Theo Sputnik, giao tranh giữa quân đội Nga và Ukraine xung quanh thành phố Pokrovsk ngày càng khốc liệt bởi vai trò quan trọng của cứ điểm này đối với toàn bộ phòng tuyến của Kiev ở Donetsk. Các báo cáo của quân đội Ukraine cho thấy lực lượng Nga chỉ còn cách Pokrovsk 9 km. Trong trường hợp quân đội Nga thành công kiểm soát Pokrovsk, ba cứ điểm khác của Ukraine ở Donetsk sẽ đứng trước nguy cơ mất hết nguồn cung hậu cần. Tính đến hôm 4 tháng 9, quân đội Nga đã tiếp cận các khu vực lân cận của Pokrovsk tại Mienograd, Dimitrov, Grodovka, Novogrodovka và Selidovo. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết đây là vùng giao tranh ác liệt nhất lúc này dọc theo toàn bộ mặt trận Donetsk. Vào giữa tháng 8, chính quyền quân sự Pokrovsk đã bắt đầu sơ tán dân thường, tuy nhiên vẫn còn hàng nghìn người vẫn ở lại thành phố này. Nằm gần biên giới hành chính của vùng Dnipropetrovsk và cách thành phố Donetsk chỉ 60 km, Pokrovsk từ lâu đã trở thành một trung tâm hậu cần chiến lược và kinh tế đối với quân đội Ukraine. Việc Nga kiểm soát thành phố này đồng nghĩa với việc tuyến hậu cần còn lại đến các cứ điểm Chasovya, Kramatorsk và Slavyansk của Ukraine sẽ không còn chỉ riêng ở Pokrovsk đã có hai tuyến đường cho phép quân đội Ukraine đưa vũ khí và nhân lực đến Donetsk, gồm các tuyến đường sắt dẫn đến Pavlograd và Donetsk, tuyến đường cao tốc M30-E50 nối liền các thành phố Pokrovsk, Kaloka, Donetsk, cũng như ba tuyến đường chính khác. Sau hơn 3 năm xung đột, dân số Pokrovsk ước tính khoảng 35.000 người. Trong khi đó, tổng dân số Pokrovsk và các vùng phụ cận lên đến 386.000 người. Ở Pokrovsk còn có mỏ than Krasnoyarmyska, Zapadnaya. Đây là một trong số ít mỏ than cốc còn lại của Ukraine với trữ lượng ước tính hơn 200 triệu tấn. Các mỏ này đặc biệt quan trọng đối với ngành luyện kim và năng lượng đang suy yếu của Ukraine. Sẽ không nói quá khi cho rằng Kiev sẽ đối mặt với khó khăn nếu mất nguồn cung than từ Pokrovsk. Hầu hết các đồng minh của Ukraine từ giữa tháng 8 đều đưa ra cảnh báo về tình hình nguy cấp ở Pokrovsk. Trong khi đó, lực lượng Kiev ở phòng tuyến này ngày càng bị cô lập và bao vây bởi quân số mỏng. Theo Forbes, phòng tuyến của Ukraine sẽ sớm bị phá vỡ và họ không còn cách nào khác ngoài việc rút khỏi Pokrovsk. Cựu tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Đức Nikolaj nói với Newsweek rằng những gì đang diễn ra ở Pokrovsk là kết quả của nỗ lực muộn màng và không đánh giá đúng tình hình. Ông Land cho biết không huy động đủ quân sự phòng thủ xung quanh Pokrovsk hiện là một vấn đề lớn. Nhiều đơn vị Ukraine không thể giữ vững phòng tuyến hoặc phải rút lui. Trong cuộc giao tranh gần thành phố, chính quyền Kiev dường như đang chuẩn bị tâm lý cho người dân về việc sẽ mất Pokrovsk. Những ngày gần đây, dân thường Ukraine di tản ồ ạt khỏi Pokrovsk và những ngôi làng xung quanh, còn quân Ukraine thì đang chuẩn bị cho khả năng giao chiến bên trong thành phố. Theo ông Roman Kostenko, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Ukraine, ngay cả khi Nga chiếm được Pokrovsk, không có nghĩa mặt trận Donetsk sẽ sụp đổ. Tuy nhiên, ông Kostenko cũng thừa nhận Nga đang kiểm soát dần các khu vực quan trọng xung quanh Pokrovsk. Cả Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Đại tướng Oleksandr Shishky và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều thừa nhận tình hình mặt trận Pokrovsk là khó khăn nhất trong toàn cuộc xung đột hiện nay với Nga. Ông Zelensky cho rằng mục tiêu của Nga vẫn không thay đổi, đó là chiếm toàn bộ vùng Donbass. Các chuyên gia phân tích tại hãng tình báo quốc phòng James nói với Washington Post rằng Pokrovsk luôn nằm trong kế hoạch của lực lượng Nga bất chấp chiến dịch đột kích của Ukraine vào Kursk. Theo các chuyên gia này, việc Kiev quyết định tấn công vào Kursk có thể gây tác động tiêu cực lên mặt trận của Ukraine gần Pokrovsk. Theo Forbes, cuộc tấn công của Nga vào trung tâm huấn luyện thông tin ở Poltava được thực hiện trên cơ sở thông tin tình báo do binh sĩ Ukraine cung cấp để đổi lấy phần thưởng bằng tiền. Tổng cục tình báo trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Liên bang Nga tích cực sử dụng các phương pháp như vậy và hào phóng trả tiền cho thông tin về các cơ sở quân sự quan trọng của Ukraine. Theo Forbes, thông tin phía Nga mua có thể trị giá 500.000 đô la Mỹ. Cuộc tấn công vào trung tâm huấn luyện ở Poltava đã trở thành một trong những sự kiện được thảo luận nhiều nhất trong những ngày gần đây vì nó dẫn đến tổn thất đáng kể cho quân đội Ukraine. Một số nguồn tin cho biết có tới hàng trăm người thương vong, trong đó có hàng chục giảng viên nước ngoài đến từ các nước NATO như Ba Lan, Pháp, Thụy Điển và Đức. Cuộc tấn công được thực hiện nhằm vào đơn vị quân đội A3990, nơi lữ đoàn số 128 của các lực lượng vũ trang Ukraine VSU đóng quân. Các phương tiện truyền thông chính thức và chính quyền Ukraine tránh thảo luận về quy mô cuộc tấn công và cho rằng cuộc tấn công đã nhằm vào một viện nghiên cứu và một bệnh viện. Tuy nhiên, thông tin thực tế và hình ảnh từ hiện trường vụ việc đang được lan truyền trên mạng xã hội Ukraine cho thấy các nhà xác và bệnh viện quá tải. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trung tâm đào tạo ở Poltava được sử dụng để đào tạo các chuyên gia thông tin Ukraine, người điều khiển thiết bị tác chiến điện tử và người điều khiển thiết bị bay không người lái UAV dưới sự hướng dẫn của giảng viên nước ngoài. Cuộc tấn công được thực hiện bằng hai tên lửa Iskander. Trước đó, thống đốc khu vực Kherson do Nga bổ nhiệm, ông Vladimir Sando cũng tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti rằng trung tâm huấn luyện này thực chất đã hoạt động như một căn cứ cho các huấn luyện viên của nato và đang được sử dụng để huấn luyện những người ukraine mới được huy động nhiều chuyên gia kiev bày tỏ sự tiếc nuối về việc các chuyên gia quân sự thiệt mạng trong cuộc tấn công này ví dụ như nhà phân tích dmitry stegirev thu hút sự chú ý đến thực tế là cú đánh xảy ra trong quá trình đào tạo sinh viên quân sự tại khu vực của học viện truyền thông quân sự poltava theo thừa nhận của vị chuyên gia này trên kênh truyền hình của nhà tuyên truyền người ukraine Vasily Golovanov, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất đi các chuyên gia tác chiến điện tử có trình độ cao nhất, những người được coi là có giá trị bằng vàng ở Ukraine. Ông Dmitry Snegirev nhấn mạnh tình thế thật là thảm khốc vào thời điểm ngôi trường này đào tạo ra các chuyên gia tác chiến điện tử hàng đầu, những chuyên gia thực sự trong lĩnh vực rất hẹp, nên giá trị của họ không gì có thể so sánh được trong lực lượng phòng thủ Ukraine một ngày trước đó lực lượng vũ trang nga cũng đã tấn công các doanh nghiệp phức hợp công nghiệp quân sự của ukraine ở lvov hay còn gọi là lviv nơi sản xuất và sửa chữa các linh kiện điện tử của máy bay và vũ khí tên lửa của lực lượng vũ trang ukraine với thiệt hại chưa được xác định về con người và phương tiện sau cuộc không kích trên của nga tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã đề nghị các nước phương tây gửi thêm các hệ thống phòng không trong khi đó theo new york times Cuộc tấn công này là một đòn giáng nặng nề về tinh thần đối với Ukraine trong bối cảnh binh sĩ Ukraine đã phải rút lui trước những đợt tiến công không ngừng của Nga dọc theo mặt trận chính ở Donbass. Việc Ukraine triển khai quân cho chiến dịch tại Kursk đã khiến thành phố chiến lược Pokrovsk ở Donetsk có thể sớm rơi vào tay Nga. Trong khi ở các khu vực khác như Zaporizhia và Kherson, lực lượng Kiev cũng đang gặp khó. Pokrovsk nằm ở giao lộ của các tuyến đường bộ và đường sắt, khiến nó đóng vai trò là trung tâm hậu cần quan trọng cho quân đội Ukraine. Và việc lực lượng Nga kiểm soát được nơi này có thể làm nổ tung tiền tuyến, cũng như trở thành chiến thắng tuyên truyền cho Moscow. Trong khi nhiều người ở Ukraine hoan nghênh cuộc tấn công quân sự vào Kursk, khiến Moscow bất ngờ, thì hàng chục nghìn người ở Donetsk đang chạy trốn chiến sự lan gần đến nơi họ sinh sống. Nga chỉ chuyển một số lượng nhỏ quân từ tiền tuyến Ukraine đến Kursk, tăng cường thêm những người lính nghĩa vụ chưa được đào tạo bài bản và những tay súng từ Chersonia. Trái lại, Kiev đã phải điều động hàng nghìn binh sĩ đến Kherson, để lại lực lượng của mình ở Donetsk với số lượng ít ỏi không thể kiểm soát được sự xâm phạm tiền tuyến. Chuyên gia Mytrokhin nói, Moscow đã đẩy mạnh tấn công vào Pokrovsk bằng cách triển khai quân đội đã tấn công thị trấn Chasovaya gần đó và việc đột phá thành công ở Donetsk có nghĩa là người Nga sẽ có thể tấn công lực lượng Ukraine ở khu vực Zaporizhia gần đó. Ông Mytrokhin cho biết trong hai tuần tới, rất có thể Ukraine sẽ mất gần như toàn bộ tiền tuyến ở Zaporizhia nếu không triển khai toàn bộ lực lượng dự bị từ đâu đó hoặc không bắt đầu một cuộc tiến công mới trên lãnh thổ Nga. Nhưng Ukraine dường như đã cạn kiệt lực lượng dự bị trong bối cảnh có thêm nhiều tổn thất ở vùng Kherson phía nam đất nước. Ông Michokin cho biết, trong những tuần gần đây, quân đội Ukraine đã bỏ rơi hầu hết các củ lao đó và lực lượng phòng không thiếu người của họ không thể ngăn chặn các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Nga vào thủ phủ cùng tên của khu vực. Trong khi đó, các quan chức Ukraine lại nhấn mạnh rằng việc sắp mất Pokrovsk sẽ không dẫn đến chiến thắng chiến lược của Moscow vì Nga sắp cạn nhân lực, vũ khí và đạn dược. Ngay cả khi quân đội Ukraine chịu áp lực liên tục ở các khu vực khác của tiền tuyến, cuộc tấn công vào Nga đã mang lại sự thúc đẩy tinh thần rất cần thiết bên trong Ukraine sau nhiều tháng liên tục có tin tức ảm đạm. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại diễn đàn kinh tế phương Đông ở Vladivostok. Đối phương đặt mục tiêu làm ầm ĩ và khiến chúng tôi lo lắng, khiến quân đội Nga chuyển lực lượng này từ nơi này sang khu vực khác, ngăn chiến dịch tấn công của chúng tôi ở những khu vực trọng điểm. Tổng thống Putin nhận định, Ukraine mở chiến dịch tấn công tỉnh Kursk để ngăn đà tiến công của Nga tại vùng Donbass, bao gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk, song hoạt động này không hiệu quả. Ông nói, quân đội Nga đã ổn định tình hình ở tỉnh Kursk và bắt đầu dần dần đẩy đối phương khỏi lãnh thổ Nga. Theo Tổng thống Nga, tổn thất của quân đội Ukraine sẽ khiến lực lượng nước này đổ vỡ trên những mặt trận quan trọng và có thể khiến họ mất khả năng chiến đấu. Bất chấp phải đối phó chiến dịch tỉnh Kursk của Ukraine, lực lượng Nga tiếp tục tấn công dữ dội tại tỉnh Donetsk và đang tiến gần thành trì Pokrovsk. Các đơn vị thuộc cánh quân Tosen ngày 4 tháng 9 kiểm soát Kaloka, khu dân cư thuộc tỉnh Donetsk nằm ven tuyến đường dẫn tới Pokrovsk. Ngoại trưởng Dmytro Kuleba, một trong những gương mặt nổi tiếng nhất Ukraine trên trường quốc tế, đã đệ đơn từ chức mới đây trước cuộc cải tổ nội các trong chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky. Trước đó, Phó Thủ tướng phụ trách hội nhập châu Âu và Đại Tây Dương Olga Stefanitskina, Phó Thủ tướng phụ trách tái tích hợp các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng Irina Vereshchuk, Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Oleksandr Kamysin, Bộ trưởng Tư pháp Denis Malyuska, cũng như Bộ trưởng Bảo vệ môi trường và các tài nguyên thiên nhiên, Ruslan Shilev cũng đã có động thái tương tự. Phát biểu tại một cuộc họp báo với Thủ tướng Ireland Simon Harris, Tổng thống Ukraine Zelensky giải thích, Tôi đã nói về việc cải tổ trong nội các và nhiều bộ. Tôi rất biết ơn các bộ trưởng và toàn bộ nhóm nội các đã công hiến cho đất nước và người dân Ukraine suốt 4 đến 5 năm qua. Chúng tôi hiện nay cần năng lượng mới và các biện pháp này có liên quan đến việc củng cố nhà nước trong nhiều lĩnh vực. Ông Zelensky nói thêm, chính trị quốc tế và ngoại giao cũng không phải ngoại lệ. Tôi hiện không thể dự đoán được các bộ trưởng sẽ làm gì sau khi họ từ chức. Chúng ta sẽ có câu trả lời khi họ được giao các vị trí mới. Hiện còn quá sớm để nói về điều đó. Theo báo Pravda, Quốc hội Ukraine đã bãi nhiệm ba bộ trưởng Gilles Kamysin, Maliuska và Phó Thủ tướng Stefan Nistina. Tuy nhiên, cơ quan lập pháp này đã hoãn họp trong khi xem xét đơn từ chức của Ngoại trưởng Kuleba. Ông Kuleba, 43 tuổi, giữ chức Ngoại trưởng Ukraine từ năm 2020. Ngoài Tổng thống Zelensky, ông là gương mặt nổi tiếng nhất của Ukraine ở nước ngoài, thường gặp gỡ các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới và vận động hỗ trợ bằng khả năng tiếng Anh lưu loát. Các nhà phân tích cho biết, việc tái thiết chính phủ đã được lên kế hoạch từ lâu nhưng phải hoãn lại vì ông Zelensky tập trung vào các cuộc đàm phán với các đối tác phương Tây trong suốt mùa hè để đảm bảo viện trợ quân sự và tài chính. Volodymyr Fesenko, nhà phân tích chính trị tại Kiev cho biết, đây là cuộc cải tổ nhân sự theo kế hoạch của chính phủ. Ông Fesenko nói, giờ đây, một nửa chính phủ sẽ được đổi mới. Đó là phong cách của ông Zelensky. Ông tin rằng bộ trưởng mới sẽ mang lại năng lượng mới, cách tiếp cận mới và tinh thần làm việc tích cực hơn. Tổng thống rất mong đợi hiệu ứng này. Điện Kremlin cho biết, những thay đổi trong chính phủ ở Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán hòa bình theo bất kỳ cách nào. Mặc dù các cuộc đàm phán như vậy dường như là một viễn cảnh xa vời khi hai bên có mục tiêu rất khác nhau. Ukraine cho biết Nga tiếp tục tập kích nhiều tỉnh của nước này khiến nhiều người thương vong, nhiều vụ nổ vang lên trong bối cảnh Ukraine báo động không kích toàn quốc. Ngoài ra, giới chức Ukraine cho hay các cuộc không kích của Nga đã tấn công các cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng quan trọng ở 9 tỉnh của Ukraine trong 24 giờ trước đó. Trước những cuộc tấn công dồn dập của Nga, chuyên gia người Anh Alexander Mercuris cho biết trên blog của mình rằng Ukraine sẽ sớm mất quyền kiểm soát các thành phố Pokrovsk, Selidovo, Ukraisk, Kurakhovo và Chasovya ở Donetsk và các khu định cư khác sụp đổ do áp lực mạnh mẽ từ Mỹ và phần còn lại của thế giới. Chuyên gia Mercuris nói thêm rằng chúng ta sẽ chứng kiến con lắc ở Ukraine lại dao động hướng tới các cuộc đàm phán. Theo chuyên gia Mercuris, bất chấp những mất mát lãnh thổ không thể tránh khỏi, giới lãnh đạo Ukraine sẽ không đồng ý đàm phán hòa bình vì sợ mất quyền lực sau khi chấm dứt xung đột chuyên gia kết luận tôi không nghĩ rằng cuộc xung đột này sẽ kết thúc bằng đàm phán nó sẽ kết thúc trên mặt trận chiến đấu chính quyền ukraine cho đến hiện tại vẫn nuôi hy vọng lớn giải cứu cho donetsk và vực dậy tinh thần binh sĩ bằng chiến dịch đột kích mạnh vào tỉnh kursk của nga nhưng kế hoạch này dường như ngày càng phản tác dụng đẩy quân đội kiev vào thế vừa hở sườn nặng ở donetsk vừa xa lời nghiêm trọng ở kursk và có thể sẽ đánh mất nhiều thứ to lớn Tại một địa điểm bí mật ở tỉnh miền Bắc Chernihiv, quân đội Ukraine đang cấp tốc huấn luyện cho các tân binh để sớm triển khai họ ra tiền tuyến. Điểm gây chú ý là độ tuổi của họ, hầu hết đều ngoài 40, thậm chí trên 50. Tân binh giúp đáp ứng phần nào nhu cầu về quân số, nhưng cũng là vấn đề khiến các chỉ huy Ukraine đau đầu. Ukraine đang ở thế bất lợi tại nhiều vị trí giao tranh với lực lượng Nga ở miền Đông. Đáng chú ý là khu vực quanh thành phố chiến lược Pokrovsk ở tỉnh Donetsk. Một chỉ huy lữ đoàn số 47 của Ukraine nói với vẻ phẫn nộ: "Một số tân binh không muốn bao cò. Họ thấy kẻ địch từ chiến hào nhưng không khai hỏa. Đó là lý do người của chúng tôi thiệt mạng khi không dùng vũ khí, họ vô dụng." Các chỉ huy Ukraine cho rằng tân binh là yếu tố dẫn đến hàng loạt thất bại gần đây để lực lượng Nga tiến quân ở miền đông, trong đó có khu vực quanh Pokrovsk. Thành trì Pokrovsk nếu thất thủ sẽ cho phép nga tiến xa hơn về phía tây, cắt đứt tuyến tiếp tế của Ukraine gây ra thảm họa về tác chiến. Lực lượng nga giờ chỉ còn cách Pokrovsk 10 km. Những tân binh Ukraine kém xa lực lượng chuyên nghiệp dày dặn kinh nghiệm trong năm đầu xung đột. Họ thậm chí không được huấn luyện đầy đủ ở cấp độ tối thiểu. Theo các chỉ huy, và binh sĩ từ bốn lữ đoàn đang phòng thủ khu vực Pokrovsk, một số tân binh thiếu niềm tin vào kế hoạch tác chiến của các cấp trên và tự ý rời vị trí khi chưa có lệnh. Đây không phải là lần đầu tiên chỉ huy Ukraine than phiền về chất lượng tân binh. Trước đó, khi quân đội Ukraine luân chuyển binh sĩ từ các vị trí hậu phương để thay thế các tay súng ở tiền tuyến, một số người mới đến đã không đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của chỉ huy đơn vị. Đáng nói, tình trạng này không chỉ xảy ra với những binh sĩ mới nhập ngũ mà Kiev tích cực tuyển mộ trong vài tháng. Một sĩ quan thuộc lữ đoàn cơ giới số 93 mang biệt danh Smith cho hay, một số tân binh không biết cách lắp ráp hoặc tháo rời súng trường. Ông Smith nói thêm, Chúng tôi đang lãng phí rất nhiều thời gian cho việc đào tạo cơ bản ở đây. Ông yêu cầu những người mới đến phải huấn luyện trong tuần đầu tiên bằng cách bắn khoảng 1.500 viên đạn một ngày. Lữ đoàn cơ giới số 93 đã tham gia một số trận giao tranh ác liệt nhất trong xung đột giữa Nga và Ukraine, bao gồm ở Bakhmut, Kharkov và Adipka. Washington Post đưa tin những người mới trong đơn vị của ông Smith có thể sẽ được triển khai gần thành phố Chashovya ở vùng Donetsk. Một tân binh có tên Van cũng chia sẻ anh được điều động ra tiền tuyến chỉ bằng một thông báo. Hay một tân binh ở lữ đoàn cơ giới số 42 ở Kharkov cho biết, mọi thứ đều được học ngay tại chỗ. Đối với những tân binh, các trung tâm huấn luyện ở Ukraine hầu như không được trang bị để đào tạo những kỹ năng cơ bản nhất. Một huấn luyện viên giấu tên của Ukraine cho hay, một số cơ sở đào tạo không còn có đủ đạn cỡ nòng của Liên Xô cũ và chỉ cho phép học viên bắn khoảng 20 viên trước khi kết thúc khóa huấn luyện. Truyền hình quân đội Nga Zvezda mới đây đăng video từ cảm biến ảnh nhiệt của máy bay không người lái UAV trinh sát hoạt động trên vùng trời làng Noviebasi, cách thủ phủ Sumy, thuộc tỉnh cùng tên ở miền Bắc Ukraine, khoảng 7 km. Trong video, UAV Nga phát hiện lượng lớn binh sĩ và khí tài Ukraine tập trung ở vị trí chống chảy, gần đó là phòng tuyến gồm nhiều chiến hào. Phi cơ chuyển tọa độ mục tiêu cho kíp tên lửa tiến hành đòn tập kích. Quả đạn lao xuống và phát nổ, quang lửa và mảnh văng bao trùm toàn bộ vị trí tập kết binh lực của Ukraine. Camera ảnh nhiệt cho thấy miệng hố do tên lửa tạo ra trong khi khu vực xung quanh gần như bị san phẳng. UAV sau đó chuyển sang sử dụng camera quang học cho thấy binh sĩ Ukraine dường như đang thu dọn hiện trường và chuyển thi thể đồng đội lên xe tải. Nhiều phương tiện cơ giới cũng nằm giải rác quanh đó. Trước đó, theo đài RT, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các giảng viên nước ngoài đang hướng dẫn cho học viên về thông tin liên lạc chiến tranh điện tử và sử dụng thiết bị bay không người lái ở Trường Thông tin Liên lạc và Công nghệ Thông tin Quân sự. Bộ này đã xác nhận rằng lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác cao vào Học viện Quân sự này. Theo các quan chức Ukraine, hai tên lửa đạn đạo Iskander của Nga đã bắn trúng Học viện. Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài phút sau khi cảnh báo không kích được ban hành và đã phá hủy một phần của tòa nhà thuộc Học viện này, khiến nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Trước đó, thống đốc khu vực Kherson do Nga bổ nhiệm, ông Vladimir Sando cũng tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti rằng trung tâm huấn luyện này thực chất đã hoạt động như một căn cứ cho các huấn luyện viên của NATO và đang được sử dụng để huấn luyện những người Ukraine mới được huy động. Trong phát biểu liên quan đến vụ việc, Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi phương Tây viện trợ thêm vũ khí phòng không và tên lửa phòng không. Tổng thống Zelensky tuyên bố ông cần ít nhất 7 tổ hợp Patriot để bảo vệ đất nước khỏi các cuộc không kích của Nga. Sau khi xảy ra vụ tập kích, truyền thông Ukraine cho hay các học viên quân sự khi đó xếp hàng bên ngoài ngôi trường. Quan chức Nga Rogov cũng tuyên bố tên lửa đánh trúng các học viên tập trung tham gia một sự kiện nào đó. Tuy nhiên, Dmytro Lazutkin, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine, đã lên truyền hình quốc gia để phủ nhận thông tin cho rằng các nạn nhân khi đó tham gia diễu binh hoặc một nghi lễ nào đó. Nhân vật này cho biết khi còi báo động vang lên, các lớp học vẫn đang diễn ra. Kể từ khi nổ ra xung đột vũ trang với Nga, Ukraine đã cấm tụ tập đông người, bao gồm tại dân vận động và điểm tổ chức hòa nhạc lớn. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người tập trung tại trung tâm mua sắm, trường học và chợ búa. Vừa qua, Đài RT đưa tin, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng tuyên bố của phía Kiev về việc muốn chiếm giữ vô thời hạn các vùng lãnh thổ mà nước này kiểm soát ở tỉnh Kursk của Nga đã thể hiện bộ mặt thật của Ukraine. Ông Peskov nói, chính quyền ở Kiev đang bộc lộ bản chất thực sự của họ. Vị phát ngôn viên nói thêm, họ đang đi con đường riêng của họ và chúng ta cần phải đi con đường riêng của mình, đó là hoàn thành kế hoạch quân sự và đạt được những mục tiêu đã đề ra, đồng thời đề cập mục tiêu của Nga là phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Tuy nhiên, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, ông Apti Alodinov, của Cộng hòa Chechnya thuộc Liên bang Nga nghi ngờ việc các lực lượng vũ trang Ukraine VSU sẽ ở lại lâu dài khi đối mặt với nguồn cung cạn kiệt. Bên cạnh đó, trả lời phỏng vấn hãng tin TASS, Thiếu tướng Alaudinov dự báo, tôi đã nói vào đầu năm nay rằng chúng ta đang chuẩn bị cho trận chiến quyết định. Giờ đây, trận chiến quyết định đang diễn ra. Tôi nghĩ trận chiến quyết định này sẽ kết thúc kế hoạch quân sự. Theo ông, VSU hiện đã chuyển tất cả các đơn vị sẵn sàng chiến đấu đến khu vực biên giới Nga, khiến tiền tuyến Ukraine sụp đổ và Moscow có thể giáng một đòn chí mạng vào đối thủ ngay trên lãnh thổ của mình để tước đi nguồn lực chính của họ. Thiếu tướng Nga cũng gọi tình hình ở tỉnh Kursk là có thể dự đoán được và ổn định, đồng thời lưu ý rằng trong 3 tuần qua, VSU đã mất một số lượng lớn binh sĩ và thiết bị quân sự, nên sẽ không thể cầm cự lâu trong điều kiện như vậy. Liên quan diễn biến xung đột ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã kiểm soát thêm hai ngôi làng Kaloka và Prechistovka ở miền đông quốc gia Đông Âu, cách trung tâm hậu cần Pokrovsk do phía Kiev kiểm soát khoảng 30 km. Trong khi đó, do tình hình an ninh, Kiev đã mở rộng quyết định sơ tán bắt buộc trẻ em khỏi 30 khu định cư ở tỉnh Donetsk. Chính quyền Ukraine thiết lập hai cơ sở tiếp nhận người sơ tán, đồng thời kêu gọi người dân tại các thành phố trong tỉnh này di rời. Quân đội Đức đã chính thức đưa hệ thống phòng không Iris-T đầu tiên vào sử dụng trên lãnh thổ sau khi chuyển giao một số hệ thống cho Ukraine. Thủ tướng Đức ông Olaf Scholz nhấn mạnh Nga tiến hành tái vũ trang ồ ạt trong nhiều năm, đặc biệt là trong lĩnh vực tên lửa và tên lửa hành trình. Ông Olaf Scholz cho biết thêm, hệ thống tên lửa đất đối không là một phần trong kế hoạch tăng cường phòng thủ của Đức và châu Âu sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động cuộc xung đột quân sự ở Ukraine vào năm 2022. Ông Scholz nói, Moscow đã phá vỡ hiệp ước giải trừ vũ khí và triển khai tên lửa tới tận Kaliningrad vùng đất tách biệt của Nga, cách Berlin khoảng 530 km. Sẽ là thiếu sót nếu không phản ứng thích đáng với vấn đề này, việc không hành động gây nguy hiểm cho hòa bình, tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Hệ thống phòng không IRIS-T cũng nằm trong nội dung sáng kiến lá chắn bầu trời châu Âu ESSI, trong đó bao gồm hệ thống phòng thủ tầm xa chống lại tên lửa đạn đạo. Thủ tướng Đức cũng cho rằng mối quan tâm duy nhất của quốc gia này là ngăn chặn những kẻ tấn công tiềm tàng và bảo đảm hòa bình ngăn chặn xung đột. Trong bối cảnh đó, người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cho biết, Moscow hiện đang theo dõi sát sao hoạt động của NATO ở Phần Lan và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn. Trả lời họp báo thường kỳ, bà Zakharova chia sẻ, huấn luyện các hoạt động chiến đấu trên lãnh thổ Phần Lan là một phần của cuộc xung đột hỗn hợp chống lại đất nước chúng ta. Ngoài ra, do hoạt động đó, các mối đe dọa mới được tạo ra đối với hoạt động an ninh hàng hải và kinh tế ở Viễn Bắc. Chúng ta đang đánh giá những rủi ro tiềm ẩn và quân đội Liên bang Nga sẽ đưa ra phản ứng phù hợp. Theo bà Zakharova, hành động của khối quân sự do Mỹ dẫn đầu gần biên giới Liên bang Nga có tính chất gây căng thẳng trắng trợn. Trước đó, chính phủ Phần Lan cho biết, nước này đang có kế hoạch hoàn thành việc xây dựng 200 km hàng rào cố định dọc biên giới với Nga vào cuối năm 2026. Theo giới chức Phần Lan, việc xây dựng hàng rào tại biên giới Phần Lan Nga đang được tiến hành theo đúng kế hoạch đoạn hàng rào dài 17 km đang được xây dựng tại khu vực Nujama và Vanikala.